Hello, Cao Bồi Nguyễn Audio xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một con ly server xăng xui có mã model là 661. Thực sự là lâu lắm rồi em mới bán lại con âm ly này. Cách đây khoảng 4 năm trước em đã từng bán một lô những con âm ly 661, 771, 881. Phải nói là rất là tuyệt vời, gần như là nó chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Đây em mời các bác thưởng lãm về cái nội thất ruột gan của em nó. Bên trong là còn 7 màu nha, 7 màu đó các bác thấy không, qua cái camera mà các bác thấy nó như là cái vàng 4 số 9 vậy đó. Rất là đẹp, long lanh luôn. Sườn bọng là phải nói là em tả thật nha, em tả theo cái cách nhìn của em thôi, chứ nhiều khi các bác nó bảo là em nói quá, em cũng nói thật thôi ha. Đó, mọi thứ trong này là không có bụi bặm. Em cũng không hiểu lý do nào mà cái con này nó còn mới và sạch đẹp như thế này. Đó, các bác thấy không, mọi chi tiết bên trong này phải nói là thật sự là rất là long lanh, không có bị ố hoen rỉ sét. Nếu chúng ta mà sưu tầm được những con âm ly như thế này thì rất là đáng chơi, rất đáng sưu tầm. Và đây là một bộ sò của nó là 2SC4 số 1, gồm có 4 con sò sắt san ken chất âm huyền thoại. Hôm trước em cũng có giới thiệu đến quý vị và các bạn là một con âm ly Reserver Kenwood 6170 thì phải, cũng sử dụng bộ sò san ken 2SC4 số 1 giống như con này. Thực sự thì em thấy là tất cả những cái dòng sò mà san ken cho chất âm rất là hay. Và đây là cái con xăng xui có cái mã model là 661. Hình thức bên ngoài là mặt mũi, ở đây nó có một cái ký hiệu chữ. Đây, ở cái dọc này ha, nó có một cái ký hiệu chữ. Cái chữ này là do cái nhà thu gom người ta viết lên đây đó, nó có mấy cái chữ nhỏ nhỏ như thế này. Nhìn rõ thì chúng ta mới thấy nhé, chứ còn thực sự ra thì chúng ta cũng khó có thể nhìn thấy được những cái chữ này. Đó là một. Và điểm thứ hai là ở dưới đây là người ta cũng viết một cái mã như thế ở dưới đây đó, thì nó không đáng kể đâu nha, vì em soi kỹ và quay thực sát thì các bác mới thấy được, và cũng không ảnh hưởng về thẩm mỹ. Tất cả là hình thức là mặt mũi là còn zin, chưa có bị tút tát bất cứ cái gì. Hệ thống đèn này thì là hiện tại là nó bị đứt bóng thì em chưa có thay, thì ngày mai em sẽ thay cái dàn bóng ở đằng sau này. Và hàng cũng vừa về thôi, em mở ra và nhân tiện là test giới thiệu luôn cho các bác xem luôn cái con này nó đẹp và nó zin và nó hoạt động ra sao. Quan trọng là em giới thiệu trong lúc nó còn nóng hổi đó. Thì đó, tình trạng là đèn đóm này thì em cũng chưa có thay ha, nó đứt mấy cái bóng đằng sau rồi, thì mấy cái bóng này thì mai em sẽ thay ha. Đó, mấy cái bóng này là em có hết, em sẽ thay bóng vào cho các bác. Và tình trạng con này thì các bác cũng thấy ha, đây em quay tổng thể từ trên xuống các bác thấy là long lanh đó. Đây là em quay ở trong nhà em á, chứ ngày mai mà ánh sáng ngoài trời mà em quay thì chắc các bác cứ tưởng lấy trong thùng ra luôn, rất là đẹp đó. Mọi thứ là còn hoàn hảo, chưa động chạm sửa chữa thay thế bất cứ một cái linh kiện nhỏ to nào ở trong này, ngoại trừ là mấy cái bóng đèn ở cái phần radio này nó bị đứt thì ngày mai em mới thay đó, chứ còn đến bây giờ thì cũng chưa có thay hay là đụng chạm bất cứ cái gì, ngoại trừ là mở cái hộp gỗ này lên để sâu nội thất bên trong cho các bác cùng xem. Các bác xem kỹ ha, em quay thật chậm đó. Tất cả những con âm ly Reserver cổ thì chúng ta cũng thấy là linh kiện nó rất là chi chít, phải nói là cực kỳ coi như là nhiều linh kiện, đông như quân nguyên á. Việt Nam chúng ta hay mô tả cái gì mà nhiều là chúng ta hay nói như quân nguyên. Các bác thấy không, kinh khủng, phải nói là cực mới.
Và bộ sò sắc xanh ken này thì rất là đẹp luôn nha. Sáng bóng luôn. Đó, sáng bóng, rõ nét, không bụi bặm. Mọi chi tiết trong này là phải nói là lần đầu tiên em cảm thấy là nói với thật với các bác là nó quá đẹp. Đó, quá đẹp và quá mới. Đó. Rồi. Ngoài điểm trừ ra là có một cái dãy số nó viết bằng cái gì em không biết, nó viết lên đây. Nó viết trực tiếp lên cái mặt này luôn. Đó. Các bác thấy không? Đó, để như thế này các bác không thấy đâu, phải thực sự sát vào như thế này đó mới thấy được. Là một. Và điều thứ hai nữa là ở đây. Đó, chỉ duy nhất là hai cái này và cũng không ảnh hưởng về nhan sắc của em nó. Đó. Không ảnh hưởng nha, không ảnh hưởng đến nhan sắc của em nó. Đây, em quay tổng quan từ xa cho các bác xem nha. Đó. Thấy không? Rất là long lanh. Mặt mũi coi như là sáng loáng. Hiện tại thì cái dàn đèn này là nó bị đứt cho nên là nó không lên đèn. Thì ngày mai em sẽ thay toàn bộ cái bóng ở dưới đây và thay theo bóng zin nha. Em cũng sưu tầm được một số bóng zin để em thay vào. Rồi, bây giờ mình test sơ về chất âm ha. Em cũng đấu nói với, hôm trước là em cũng quay sơ cặp loa này rồi. Thì hôm nay em quay chi tiết cái cặp loa Beoner Modern CS903. Ở trên này nó có nhiều chế độ đánh, Normal, Shot 1, Shot 2 và Grip. Đó, có nghĩa là tone select, có nghĩa là chọn tone. Và ở đây nó có cái hệ thống đèn, khi chúng ta đánh thì nó sẽ nhảy. Nếu chúng ta đánh càng lớn thì đèn nó càng lớn. Và khi nó chạm đến cái đèn đỏ này là chúng ta đánh kịch kim ha. Đánh quá lớn thì nó sẽ chạm tới cái đèn đỏ. Và cũng không ai mà mở một cái bộ loa mà để mà nó nhảy tới cái đèn đỏ này cả, vì nó sẽ ảnh hưởng. Và cái chất âm nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Vì khi chúng ta mở quá lớn thì chất âm nó sẽ bị méo và nó không còn ở chế độ nguyên bản nữa. Cặp loa gồm có một loa gồm có 5 loa. Một loa gồm có 5 loa và 3 đường tiếng. Trong đó có 3 loa chép, 2 siêu chép điện. Đây là 2 siêu chép điện và 1 chép kèn. Đây là loa chung. Đó. Và một bass 40. Đó. Tình trạng là loa nguyên bản chưa bị quấn hay bất cứ cháy chiếc gì trong này. Nói chung là tình trạng bên trong rất là đẹp. Đó. Anh em nào có nhã hứng liên hệ ngay với em qua số điện thoại 090 782 7899. Địa chỉ giao dịch trực tiếp tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em trước khi đến alo cho em một cuộc điện thoại để em chuẩn bị thời gian đón tiếp các bác thật chu đáo. Rồi, đây là phần còn lại, cái loa còn lại ha. Tình trạng hai bên là như nhau. Đó, cái bát thì nó hơi dơ dơ, em chưa có thời gian nhiều để vệ sinh cho nó hoàn hảo. Các bác nào yêu thích hơn thì cái về tổng thể là em đã vệ sinh rồi, nhưng hai cái bát này thì em chưa có vệ sinh kỹ, cho nên các bác nào kỹ nữa muốn đẹp nữa thì về tự lau chùi ha. Đó, nhiều khi lau kỹ quá các bác về bắt các bác bảo là không có bụi để lau rồi nó cũng các bác lại buồn. Đó, mua đồ vintage về mà không được lau chùi thì nhiều khi nó cũng ức chế lắm. Em vẫn để tí bụi cho các bác về lau cho các bác thích. Rồi, bây giờ chúng ta test sơ về chất âm nha. Con âm ly Resolver 661 xăng xuôi đánh cặp loa Beoner CS903. Một thằng là như con voi, một thằng thì cũng không phải là con voi mà nó cỡ con mèo thôi. À, rồi, các bác thưởng lãm nha. Các bác đeo tai nghe và để cảm nhận chất âm phần nào đó của bộ loa và âm ly. Tưởng chừng là niềm thần ái dây dứt lại hình bóng người, vẫn còn bàng hoàng tê tái. Tưởng chừng là niềm thần ái dây dứt lại hình bóng. Đây, em lấy chất âm từ đầu đĩa Sony rất là bình dân nha, Sony CDB 770. Em buồn
sân trầu cao, trâu cài ruộng cỏ, trâu thở liên do con trâu ơi thương dùng của tình. Họ đang cần có đôi bàn là ăn. Ta cảm nhận về chất âm ha, và cái con ly này hoạt động bình thường đó. Về tình trạng thì hiện tại là cái bộ đàn này nó bị đứt bóng ha, ngày mai em sẽ thay cái bóng, hệ thống bóng ở đây đó. Cặp loa thì hoạt động tốt ha, hoàn hảo thì chúng ta cũng cảm nhận được rồi đúng không đó. Đèn đóm của bộ loa nhảy đều hai bên, bass hoạt động bình thường đó. Rồi, anh em có nhu cầu sở hữu ngay âm ly Resolver 661 trong tình trạng hoàn hảo như thế này thì anh em gọi ngay cho em nha. 090-782-7899 để chúng ta sở hữu ngay con âm ly tuyệt vời này. Còn khi giao dịch thành công, ngay ngày mai em sẽ thay toàn bộ hệ thống bóng ở đây để cho chúng ta cảm nhận được cái màu sắc tuyệt đẹp của nó. Cho nên anh em không phải lo ngại vấn đề này nha. Đó, em nói rõ là ngày mai em sẽ thay toàn bộ hệ thống bóng ở đây, đứt bóng nào em thay bóng đó, cho nên là không ảnh hưởng gì. Quan trọng là cái gì? Quan trọng là tình trạng là máy hát tốt, tình trạng bình thường, và nội thất bên trong là rất là long lanh. Thực sự là một con ly rất là đáng sưu tầm vì tình trạng của nó rất là tuyệt vời. Bộ sò là Sanken 2 SC461 4 con, 2 tụ lọc, 1 tăng phô, sườn vàng chóe,
chưa đụng chạm thay thế bất cứ một linh kiện nào. Đó, rồi em xin kết thúc clip ở đây. Và trước khi kết thúc clip thì em cũng quay cái thông số đằng sau cho các bác xem tình trạng của con Omly này nó có cái chỉ số là điện áp như thế nào, và mọi thứ có thể nhìn thấy được qua cái táp lô đằng sau thì em cũng giới thiệu luôn. Đây, đằng sau nó gồm có một cái anten và hệ thống dắt cắm của nó vẫn còn sáng trắng nha, rất là đẹp. Con Omly này có 4 nguồn điện 100, 117, 220, 240V sản xuất tại Gia Băng. Và công suất tiêu thụ điện, cái 70W này là công suất tiêu thụ điện nha các bác. Đó, công suất tiêu thụ điện của nó là 70W power chứ không phải là công suất ra loa nha. Rồi, và bên trong này nó sử dụng một cặp tụ Elna màu đen 35V 3300mF, có 4 cầu chì bảo vệ loa, sử dụng 4 con sò 2SC461, 1 tăng phô, sườn bọng là vàng chóe, rất là đẹp. Hình thức thì con Omly này phải nói là cực kỳ mới nha. Tình trạng chỉ có vài cái bóng đèn ở đây là nó đứt thôi. Đó, thì ngày mai em sẽ thay những bóng đèn này nên là không ảnh hưởng gì về cái chất âm. Rồi, em xin chào các bác và các bạn. Tất cả anh em yêu mến audio, thích âm thanh. Xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào clip ngày mai. Anh em có nhu cầu thì liên hệ ngay với em qua số điện thoại 090 782 7899 để biết thêm về chi tiết về giá cụ thể của cặp loa cũng như là con Omly.